Rồi chúng ta sang đoạn văn điền vào chỗ trống. Có một trung tâm mua sắm lớn ở trong thị trấn của Tony. Về trung tâm mua sắm là Shopping Center. Đáp án của mình là câu C. Câu số 2, có rất là nhiều nhà hàng và quán cà phê ở trên hai tầng đầu của tòa nhà. Thì ở đây mình có là trên tầng là on the floors. Cho nên đáp án của mình là câu D. Câu số 3, ở tầng thứ 3 tiếp theo sẽ có những cửa hàng thời trang, những shop đồ chơi và những shop đồ nội thất. Ở đây mình có chữ và là and. Đáp án của mình sẽ là câu B. Tiếp theo câu số 4, giá ở trong những cái shop này thì rẻ hơn giá ở ngoài chợ. Thì ở đây mình có từ đen là so sánh hơn, cho nên ở đây mình sẽ chọn là cheaper, đen là rẻ hơn. Đáp án của mình là câu C. Câu số 5, Tony thường gặp bạn bè ở rạp chiếu phim ở trên tầng thượng. Như vậy ở đây mình có gặp bạn bè là Miss Friends, cho nên đáp án của mình sẽ là câu C. Câu số 6, họ xem những bộ phim yêu thích của họ và tận hưởng những khoảng thời gian cùng nhau. Như vậy là của họ, đáp án của mình sẽ là there, câu D. Rồi, chúng ta dịch lại bài này. Có một cái trung tâm mua sắm ở trong thị trấn của Tony. Có rất là nhiều cửa hàng, nhà hàng và quán cà phê ở hai tầng đầu của tòa nhà. Tầng thứ ba kế tiếp có những cái cửa hàng thời trang, những cái cửa hàng đồ chơi và những cái cửa hàng đồ nội thất. Giá ở trong cái những cái shop này thì rẻ hơn giá ở ngoài chợ. Tony thường gặp bạn bè ở rạp chiếu phim trên tầng thượng. Họ xem những bộ phim yêu thích của họ và tận hưởng khoảng thời gian cùng nhau.